Nếu thật sự có kiếp lai sinh Cô muốn làm con của ông Mạnh Phát Để trả cái ân tình này Cô là một cái người có phước Rất có phước Đã gặp được Một cái người thương mình Viết cho mình Nhiều bài hát Để mình được đi vào trái tim Của những người yêu nhạc Cái ơn đó không bao giờ cô quên trong cái gác trọ có một chàng sinh viên nghèo sống ở đó để đi học. Gác vắng khêu tim đèn đêm. Thì mỗi một mùa người sinh viên đó thấy một đám cưới. Ở trong cái xóm đó, mỗi một mùa người ta chàng sinh viên đó tiễn một người đi. Nhưng mà dù có để ý ai thì cũng không được như ý. Thành ra cứ mỗi một mùa là thấy một người thiếu nữ trong cái xóm trọ đó đi lấy chồng anh mạnh phát là người có quen với người đó chứ không phải tâm sự của ông nhạc sĩ mạnh phát và danh ca minh diệu là hai vợ chồng một cặp song ca rất nổi tiếng ông đã để lại cho đời một kho tàng không phải ít trong đó vừa là thầy của ca sĩ thanh tuyền đã dạy cho thanh tuyền hát và viết bài Donny đóng dài cho thanh tiền cô lại nhớ một cái kỷ niệm nữa đối với nhạc sĩ mạnh pháp đó là những lần mà khi ông viết một cái bài ông đem lên nhà cho cô ông dạy ông dạy từng đoạn và ông nói rằng cái bài này anh viết hai bài một bài cho cô anh cô hoàng oanh và một bài cho em thì cái nỗi buồn gác trọ đó trong sau cái qua xóm nhỏ có thể nói là nỗi buồn gác trọ đi trước ông bán không biết bao nhiêu những cái tờ mà in ra. Rồi đi tiếp theo đó là sương lạnh chiều đông, đó là cái loạt bài mà nhạc sĩ Mạnh Phát lên cao nhất và cô đã hát rất nhiều bài, cô chỉ có thể nói rằng ông là một người rất yêu nghề và rất yêu những thế hệ tiếp nối. Tự vì cả hai vợ chồng đều là danh ca hết. Thành thử ra cô là một cái người có phước, rất có phước đã gặp được một cái người thương mình viết cho mình nhiều bài hát để mình được đi vào trái tim của những người yêu nhạc. Cái ơn đó không bao giờ cô quên. Cô chỉ mong ước Nếu thật sự có kiếp lai sinh Cô muốn làm con của ông Mạnh Phát Để trả cái ân tình này Cô học cái bài hát Và nói với mẹ mình Con thành công rồi mẹ Con thành công rồi Anh Mạnh Phát giới thiệu con Để được thu dĩa Thu dĩa là cả một cái cơ hội vàng Mà những người ca sĩ mới đi hát Hai ba năm không phải ai cũng có và anh mạnh phát nói cố gắng nha vương dung đây là một cái bước mà cho em cơ hội đầu thập niên 60 cô nhận được cái một một cái bức thư rất là quan trọng từ hãng dĩa việt nam gửi thư mời để thu dĩa qua sự giới thiệu của hai nhạc sĩ đó là mạnh phát và quỳnh anh mình được cái thơ cô được cái thơ mừng như trung số độc đắc mừng lắm đây là cái dinh dự mà không phải ca sĩ nào mới tập tễnh đi hát một vài năm mà được cầm một cái bài lên nhà của nhạc sư nghiêm phú phi Ông nói em hát đi rồi cái anh đờn coi cái tông gì rồi coi cái nhịp điệu nó bao nhiêu thâu dĩa cho hay khi trước khi mà vào thì người thầy của mình cũng đã tập cái bài đó cho mình và anh mạnh phát nói cố gắng nha vương dung đây là một cái bước mà cho em cơ hội rồi tự em em phải làm sao để cho người ta biết đến tiếng hát của mình và không phụ lòng anh đã gửi gắm cho cô sáu Cô về Cô học cái bài hát Và nói với mẹ mình Con thành công rồi mẹ Con thành công rồi Anh Mạnh Phát giới thiệu con Để được thu dĩa Thu dĩa là cả một cái cơ hội vàng Mà những người ca sĩ mới đi hát Hai ba năm Không phải ai cũng có Nhạc sĩ Mạnh Phát là một người bạn Rất thân với nhạc sĩ Quỳnh Anh và Ông với ông anh Quỳnh Anh Hai người có cùng một sở thích Là uống rượu Ông uống rất nhiều Những lần đến Đăng xin Mỹ Phụng Thì anh Quỳnh Anh nói Ở đây có một con bé còn nhỏ lắm Nhưng mà cái nội lực Và cái giọng hát Rất tốt Anh có những cái bài nào Để đưa cho nó Và giúp nó được hay không Thì ông về ông viết Cô nợ rất là nhiều người Trong đó nhạc sĩ Mạnh Phát, nhạc sĩ Quỳnh Anh Ông Kiên Giang, Hà Quy Hà Ông đã viết cái một bài báo Một cái cánh nhạn trắng Của bờ biển Gò Công Mà cô là một cái người có thể nói Trong cái Gò Công của mình Cô là người có duyên Được gắn liền với cái tên Địa danh mình sanh ra Mà cô có thể nói rằng Không có một người ca sĩ nào Có cái diễm phúc như vậy thành ra ba người và cái người dạy cho cô nữa đó là nhạc sĩ văn quang dạy cho cô từng cái luyến lấy từng cái nhịp từng cái ngắt câu và luôn luôn nói rằng con cũng phải tiếp tục đi học tự vì một người ca sĩ thành danh mình hát hay mà mình dốt thì người ta coi thường